8. Tìm anh có việc gì? Chắc định có việc mới được đến sao? Không có việc thì không được đến hả? Lần trước em bảo anh làm xong gọi cho em, anh cũng không gọi. Kỳ Lam, anh mới nhậm chức, anh có rất nhiều công vụ và tài liệu phải xem, anh rất bận. Thôi được, em cũng không phí thời gian nữa. Chuyện của chúng ta, rốt cuộc anh nghĩ thế nào? Kỳ Lam, anh đã nói rõ rồi. Anh chỉ có tình anh em với em. Anh em? Nếu thực là như vậy, khi đó cha em gặp nạn, anh không nên chạy đôn chạy đáo, khiến cho em nghĩ rằng chúng ta có hy vọng. Em cũng đã nói với anh em sẽ đợi. Tại sao anh không nói với em là em đừng đợi nữa? Nghị Lam, nếu anh làm như vậy khiến em hiểu lầm, anh thực sự xin lỗi. Nhưng anh không thể nào lừa gạt bản thân. Anh không thể nào miễn cưỡng chính mình. Một cô gái như em không tiếc từ bỏ lập tự trọng và linh sĩ đến xin anh. Anh cũng không chút lay động. Thẩm Túc Kỳ, anh đúng là có lòng dạ sắt đá. Hay nói là anh đa tình, chỉ sống vì người chết. Nghị Lam, Tịnh Ân vẫn chưa chết. Đúng vậy, cô ta chưa chết. Cô ta đã luôn sống trong tim anh. Còn em chưa bao giờ tồn tại. Tham mưu trưởng, có một người tên Châu Toàn nó muốn gặp anh. Ông ta là ai? Có chuyện gì quan trọng không? Nếu không có chuyện gì quan trọng, hôm nay tôi không muốn gặp ai cả. Ông ấy nhờ tôi nói với anh, ông ấy ở chỗ Chỉnh Ân. Ông ấy đâu? Tôi kêu ông ấy đợi anh ở sảnh. Chị Tuấn, chị Tuấn. Thu Hương, rót trà cho chủ Châu. Dạ, thiếu gia. Mau lên. Thẩm công tử, có chuyện muốn thỉnh giáo cậu. Mời chủ Châu ngồi. Được. Những em vẫn ổn chứ? Rất ổn. Cũng rất không ổn. Thẩm công tử, thứ tôi hỏi cậu một câu không cách sáo. Trước đây cậu cương quyết quỷ hôn sự với Chỉnh Ân, tại sao sau đó lại tìm Chỉnh Ân? Xin hỏi cậu, tìm Chỉnh Ân có dụng ý gì? Tôi không có ý xấu. Tôi chỉ muốn thực hiện lời hứa của mình. Tôi muốn chịu trách nhiệm sai lầm của mình. Đó là sai lầm sao? Phải. Đây là sai lầm to nhất mà cuộc đời này tôi phạm phải. Tôi thậm chí không thể tha thứ cho mình. Vậy cậu phải chịu trách nhiệm như thế nào? Tôi muốn làm lại từ đầu. Nếu cho tôi thêm một cơ hội, tôi nhất định sẽ dùng tính mạng của mình bảo vệ cô ấy. Trước tiên thối hôn, sau đó theo đuổi. Thái độ trước sau của cậu thay đổi nhanh như chớp, khó khiến người ta tin vào sự chân thành của cậu. Hơn nữa, cậu chỉ có áy náy và trách nhiệm với Chỉnh Ân thôi sao? Tôi thoái hôn là do tôi chịu ảnh hưởng của giáo dục phương Tây. Nhưng sau khi lần đầu tiên gặp Chỉnh Ân, hình bóng cô ấy luôn ở trong đầu tôi. Tôi không thể quên cô ấy. Trước đây tôi chưa từng tin vào thế nào là tiếng sét ái tình. Tôi cho rằng đó chỉ là truyền thuyết. Nhưng bây giờ tôi tin rồi. Hơn nữa tôi tin là tôi nhất định sẽ ở bên cạnh Chỉnh Ân. Cậu nói câu này là phải chịu trách nhiệm đó. Chỉnh Ân đã bị cậu tổn thương một lần rồi, không thể chịu nổi bất cứ tổn thương nào nữa. Thẩm công tử, nếu cậu không có ý gì, xin cậu đừng tìm Chỉnh Ân nữa. Ông chủ Châu, xin ông tin tôi thật lòng đó. Tôi có thể hy sinh tất cả vì Chỉnh Ân, thậm chí là tính mạng của tôi. Xin ông giúp tôi, ông chủ Châu. Ông chủ, một bát giặc thắng. Được, đến ngay. Chỉnh Ân, nào, giao đồ ăn đi. Địa chỉ ở đây.
chỗ này xa lắm. Nếu cháu đi bộ thì đồ ăn nguội mất. Bác Toàn, tôi vào giúp nhé. Không cần. Dĩnh Ân đi. Đi đi. Dĩnh Ân. Bác Toàn, hay là tôi đi giao giúp nhé. Tôi nói Dĩnh Ân đi thì là Dĩnh Ân đi. Sao cậu lắm chuyện vậy? Làm việc đi. Đi đi. Cậu không mau đi. Được được. Đi 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 đi. Người ta chờ ăn cơm đó. Mình làm như vậy đúng hay không chứ? Dĩnh ơi, lên xe, anh chở em. Anh lấy lúc chạy ra đây, không sợ bác Toàn mắng sao? Sợ chứ, nhưng anh vẫn phải chở em. Hơn nữa, chở em cả đời. Đi thôi. Vậy chắc nhé. Trạng thái hiện giờ của quân đội không tệ. Huấn luyện rất hiệu quả. Tham mưu trưởng. Tham mưu trưởng. Chờ ai hả? Đúng vậy. Tôi đang chờ một người. Chưa bao giờ thấy anh căng thẳng như vậy. Người này chắc chắn là người rất quan trọng trong cuộc đời anh. Là con gái hả? Xinh đẹp không? Xinh hơn Tống Tiểu Thư không? Anh nghĩ đi đâu vậy? Tôi nhìn người không phải là nhìn vẻ ngoài. Tống Tiểu Thư rất xinh đẹp, nhưng tôi không thể nào yêu cô ấy. Phải, xin lỗi. Tôi nói sai rồi. Tôi nói anh nghe, cô ấy chính là Dĩnh Ân tiểu thư lần trước bị tôi thối hôn. Là cô ấy sao? Tham mưu trưởng, hồi tâm chuyển ý rồi hả? Để anh gặp cô ấy, anh sẽ biết tại sao. Phải rồi, lát nữa cô ấy đến đây, thay tôi tiếp đón cô ấy cho tốt, biết chưa? Được. Lão gia, không xong rồi, tiểu thư có chuyện rồi. Người đâu? Người đâu? Nghi Lam. Nghi Lam, tiểu thư. Cha, con chỉ muốn yên ổn giản dị, sống cả đời với người đàn ông đó. Sao lại khó như vậy chứ? Nếu chỉ có người chết mới có thể ở trong tim Kỳ Tuấn, con sẽ khiến anh ấy nhớ con cả đời. Nghi Lam, con đừng nói bừa nữa. Nếu con đi, một mình cha biết làm thế nào? Mau đưa tiểu thư đến bệnh viện. Tôi không đi. Nghi Lam, xem như cha xin con, đừng dạy dò bản thân nữa. Đừng dạy dò cha nữa được không? Nếu con dám chết, cha tuyệt đối không tha cho con. Đưa nó lên xe. Bà lên. Ai dám qua đây? Tham mưu trưởng. Tham mưu trưởng. Xin chào, là quân bản dân, mời nói. Tôi là Tống Diệu Quốc, Tống tiên sinh. Được, được. Có người đưa đồ ăn đến không? Báo cáo tham mưu trưởng, không có. Cho dù thế nào lần này mình tuyệt đối không bỏ cuộc. Tuyệt đối không bỏ cuộc. Tham mưu trưởng. Tham mưu trưởng, Tống tiên sinh ở dinh cư thống gọi điện đến, nói Tống tiểu thư có chuyện rồi, bảo anh mau đến đó một chuyến. Xảy ra chuyện gì?
Tổng tiểu thư cắt cổ tay tự tử. Tống tiên sinh bảo anh dù có thế nào cũng phải đến đó truyền ra cô ấy. Tham mưu trưởng, chuyện có nặng có nhẹ. Tống tiểu thư giờ anh cũng cứu mạng đó. Không lẽ anh bỏ mặc sao? Nào lấy qua đây. Rõ. Tham mưu trưởng, anh yên tâm. Lát nữa người đó đến, tôi giúp anh giữ cô ấy lại. Và tham mưu trưởng, mau lên xe đi. Lên xe đi. Tham mưu trưởng, anh yên tâm đi, lên xe đi. Bảo Nhân, giúp tôi giữ cô ấy. Tuyệt đối phải giúp tôi giữ cô ấy. Tham mưu trưởng, anh yên tâm đi, lên xe đi. Tham mưu trưởng, chú ý an toàn. Đi đi. Số 66. Đại Phúc, ở đây nè. Có lẽ chính là ở đây. Đưa đồ ăn phải không? Đây tiên sinh. Tiên sinh. Tiểu thư, khi nãy tham mưu trưởng căn dặn bảo cô chờ một lát, anh ấy sẽ về ngay. Xin lỗi nhé, bởi vì quán của chúng tôi rất bận, hai chúng tôi còn phải nhanh chóng về giúp đỡ. Đúng vậy, huống hồ chúng tôi chỉ là người giao đồ ăn thôi. Giao đồ ăn tới không có lý do gì bắt chúng tôi đợi nữa. Anh mau giận đi. Giận đi. Anh ta sao vậy? Không biết. Trả tiền đi. Cảm ơn. Đi thôi. Sao vậy? Tại sao nhiều người đi vào nhà thờ như vậy? Có lẽ đang làm lễ Misa. Lễ Misa? Anh từng nghe người ta nói, nhưng anh chưa thấy lễ Misa như thế nào. Misa chính là Vĩnh Ân, hay chúng ta vào trong xem đi. Thôi mà, chúng ta còn phải mau về tiệm nữa. Vĩnh Ân, chỉ xem chút thôi. Vĩnh Ân, Dương Bác Toàn, xem thử đi. Mau lên nào, Đại Phúc, hay là thôi đi. Bác sĩ, mau lên, mau cứu con gái tôi. Mau lên, cứu con gái tôi, mau lên. Đừng động vào tôi. Ghi Lam, con đừng như vậy. Tướng Kỳ đang trên đường đến đây. Con mau để bác sĩ giúp con cầm máu được không? Ghi Lam. Ghi Lam, mau lên, mau lên. Được. Đại Phúc, anh làm sao vậy? Anh Vĩnh Ân, em đồng ý gả cho Lai Phúc làm vợ. Cho dù bệnh tật, khỏe mạnh, nghèo khó, sang giàu, cũng tôn trọng anh ấy, bảo vệ anh ấy, quyết không thay đổi. Em bằng lòng không? Đừng đùa nữa. Anh không đùa. Anh thật lòng với em. Vĩnh Ân, em bằng lòng. Thật sao? Vậy tới em hỏi anh rồi. Mau hỏi anh. Lai Phúc, anh bằng lòng cưới Vĩnh Ân làm vợ. Thế dù bệnh tật, khỏe mạnh, nghèo khó, giàu sang, mãi mãi yêu cô ấy, bảo vệ cô ấy, quyết không thay đổi. Anh có bằng lòng không? Anh bằng lòng. Cả đời này anh đều bằng lòng. Các con, nếu các con thật lòng yêu nhau, cả đời sẽ không thay đổi. Chúc hai con hạnh phúc. Thank you.
cuối cùng đã giữ được mạng. Lát nữa tôi sẽ kê một số thuốc, bảo cô ấy uống đúng giờ, bởi vì cô ấy mất máu quá nhiều. Cố gắng điều dưỡng lại cơ thể, cho cô ấy ăn những thứ bổ máu được không? Cảm ơn anh, cảm ơn anh. Má Đào, mời. Sao con lại ngốc như vậy? Vì tình cảm mà không cần cả mạng. Nếu cháu đã chọn được đối tượng, bác không có gì để nói. Nhưng cháu đã thối hôn rồi. Cháu liên tiếp làm cho Duy Lâm hy vọng, lại khiến nó thất vọng. Cháu như vậy là đang đùa giỡn với tình cảm của nó. Bác trai, cháu tuyệt đối không có ý đó. Duy Lâm xảy ra chuyện như vậy, cháu thực sự cảm thấy rất đáng tiếc. Bác trai xin lỗi, thực sự xin lỗi. Chị nói xin lỗi có ích gì? Bác hỏi cháu, cháu rốt cuộc định làm thế nào với Duy Lâm nhà bác? Cha, cha đừng ép anh ấy nữa. Được, cha không nói nữa. Còn cố gắng nghỉ dưỡng, tuyệt đối đừng làm chuyện ngốc. Kỳ Tuấn, bây giờ người Duy Lam cần nhất là cháu. Bác hy vọng cháu ở lại với con bé. Không quá đáng chứ? Nhưng bác trai, cháu đã hẹn với người ta rồi. Cách nào mà quan trọng như vậy? Thậm chí còn quan trọng hơn sự sống chết của Duy Lam nữa. Nếu người đó thực sự quan trọng như vậy, anh đi đi. Được, anh không đi. Anh ở lại với em. Em nghỉ ngơi cho tốt đi. Lai Phúc. Đây là thật sao? Chúng ta đã kết hôn rồi. Thật chứ? Đợi một lát. Còn nhớ ngọc bội đây không? Đây là tín vật mà em tặng cho người chồng tương lai của mình. Bây giờ em đeo cho anh. Thấy tính vật thì thấy người. Anh phải mãi mãi đeo nó. Anh sẽ mãi mãi không cởi nó ra. Tiêu rồi. Sao vậy? Em tặng anh quà định hình, nhưng anh không có quà tặng cho em. Đồ ngốc. Đây là gì? Em luôn đeo nó hả? Tất nhiên rồi. Em chưa từng tháo nó ra. Em sẽ mãi mãi đeo nó. Anh cũng sẽ mãi mãi đeo nó. Anh đi đi. Người anh ở đây, nhưng tim anh không ở đây. Như vậy em càng khó chịu hơn. Anh đi đi. Nhưng anh đã hứa với bác Tống phải chăm sóc cho em tốt. Nói như vậy, anh ở lại là hoàn toàn vì cha em, phải không? Nếu đã như vậy, anh không cần miễn cưỡng chạy đến đây một chuyến. Em thật sự nghĩ anh là người tuyệt tình, hoàn toàn bỏ mặt sống chết của em, phải không? Duy Lam, em đã lớn chừng này rồi, sao em làm việc không nghĩ đến hậu quả chứ? Cho dù em không nghĩ cho bản thân, em cũng phải nghĩ đến cho cha em, nghĩ cho tất cả mọi người quan tâm em chứ. Chị Tuấn, Tống Nghi Lam, em thật lòng thật dạ với anh. Em theo đuổi anh như vậy, không sợ bên ngoài nói em không giữ kẻ. Sau khi anh đào hôn, em đã giữ đủ thể diện cho anh, chính là chừa cho anh con đường lui. Em chịu theo ý anh, chính là để anh quan tâm em hơn. Nhưng từ đầu chí cuối, em không bằng một kẻ đã chết. Em không sợ nói anh biết. Em làm như vậy chính là muốn anh dây dứt, để anh biết mất đi em anh sẽ hối hận thế nào. Kỳ Lam, Kỳ Tuấn, nếu như điều anh nói không phải lời em muốn nghe, vậy xin anh đừng nói.
Đại Phúc, chúng ta không nói với bất kỳ ai, đã kết hôn ở nhà thờ. Ngộ nhỡ bác Toàn biết được, bác ấy không vui thì làm sao? Hay là thế này đi, chúng ta khoan nói với bác ấy, đợi chọn thời cơ thích hợp mới nói với bác ấy, anh thấy được không? Được đó, em nói gì anh cũng nghe em. Tiêu rồi. Sao vậy? Chuyện chúng ta kết hôn, anh chưa nói với mẹ anh. Anh cũng không đưa em về nhà anh, sợ mẹ anh sẽ không vui. Đúng nhỉ? Bây giờ nghĩ lại, chúng ta đúng là hấp tấp. Tiêu rồi. Sao vậy? Ngộ nhỡ bác gái không thích em. Bác ấy, bác anh bỏ em thì làm sao? Không thể nào, không thể nào. Em đáng yêu như vậy, mẹ anh nhất định sẽ thích em. Hơn nữa, anh đã trưởng thành rồi. Hôn nhân đại sự nên để em tự quyết định. Vĩnh Ân, em yên tâm, cả đời này anh cũng không rời xa em. Bác Toàn, bác Toàn, giao đồ ăn xong rồi à? Giao xong rồi. Người ta giữ cháu lại nên bây giờ cháu mới về sao? Người ta giữ cháu lại, chẳng lẽ không giữ cháu lại sao? Tại sao người ta phải giữ cháu lại? Hai chúng cháu giao đồ ăn xong đã lập tức trở về rồi. Tốn nhiều công sức như vậy, kết quả không nắm bắt cho tốt. Ý trời, chẳng lẽ đây là ý trời? Bác Toàn, bác nói những lời này thuốc cuộc có ý gì? Đó là Thẩm công tử, Thẩm Kỳ Tuấn. Bác Toàn, cháu đã nói rất rõ ràng với bác, cháu không muốn có bất kỳ liên quan gì đến Thẩm Tuấn Kỳ nữa. Không sao đâu. Cháu à, con người ai mà không có lúc phạm lỗi. Cậu ta nói với bác, cậu ta rất hối hận, hy vọng bác có thể tác hợp cho hai cháu, cho cậu ta một cơ hội. Cho nên chỉ nên mối hôn sự này do chính tay anh ta hủy bỏ. Anh ta vốn không có tư cách hối hận. Bác Toàn, cháu xin bác sau này đừng lôi cháu vào với anh ta nữa. Vậy đồ ăn đã giao xong từ sớm, sao bây giờ mới về tới? Bác Toàn, bọn cháu, đây là chuyện thế nào? Bác Toàn, ngọc bội này là cháu tặng cho Lai Phúc. Cháu tặng ngọc bội cho cậu ta. Cháu biết ý nghĩa của ngọc bội này hay không? Ngọc bội này từ khi cháu sinh ra, lão gia đã tự tay đeo lên cổ cháu. Chưa đến lúc xuất gia, không được tháo ra. Cháu lại vô cớ chia ngọc bội này thành hai miếng, một nửa cho cậu ta. Chẳng lẽ hai người đã làm chuyện gì trái với lẽ thường tình phải không? Bác Toàn, cháu và Lai Phúc, cháu và Lai Phúc hôm nay đã kết hôn ở nhà thờ rồi. Kết? Cháu và Lai Phúc kết hôn rồi. Quả thực quá dớ dẫn. Hai người làm như vậy, cho dù cháu đến với Lai Phúc, cháu cũng phải nói với bác một tiếng, cũng phải cử hành một nghi thức chính thức. Sao có thể tùy tiện đến chỗ của người Tây Dương đó kết hôn được chứ? Bác Toàn, cháu và Lai Phúc không phải là không tôn trọng bác. Do hôm nay bọn cháu giao đồ ăn xong, trên đường về kéo đi ngang qua nhà thờ, đúng lúc trong nhà thờ đang cử hành hôn lễ, cho nên cháu và Lai Phúc đột ngột quyết định cháu là đại tiểu thư, hôn nhân không phải trò đùa. Thứ nhất, không có cha mẹ hai bên chứng hôn. Thứ hai, cháu còn chưa biết cậu ta xuất thân từ gia đình thế nào.
Cháu cứ thế mà giao tương lai cho cậu ta. Cháu, điều cháu có quá trong đổi, quá bồng bột rồi không? Bác Toàn, không đến được cậu lên tiếng. Bác Toàn, cháu muốn gả cho Lai Phúc, cháu không đồng đội chút nào. Cho dù tất cả mọi người đều không đồng ý, cháu vẫn muốn gả cho anh ấy. Bởi vì chỉ có Lai Phúc mới một lòng một dạ ở bên cạnh cháu, không bao giờ để cháu chịu một chút ấm ức nào. Cho dù cháu thực sự muốn kết hôn với Lai Phúc, cũng nên có nghi thức chính quy náo nhiệt. Bọn cháu có thể theo ý của bác cử hành một nghi thức, nhưng cháu cũng có một thỉnh cầu, chính là đừng có bất kỳ liên quan gì đến nhà họ Kim nữa. Như vậy ra thể thống gì? Làm như vậy, phu nhân trên trời linh thiêng cũng sẽ trách bác. Cháu thực sự muốn một hôn lễ không có cha mẹ tham gia sao? Bác Toàn, từ sau khi cháu đến Kim Mãn Đường, bác chính là cha mẹ cháu. Không, không được, không được. Không được, không được. Bảo đứng lên. Đứng lên, đứng lên. Cháu làm như vậy chính là muốn lão châu này giảm thọ, được cháu xem trọng bác. Nhưng châu toàn bác không thể nào đại diện làm chủ cho lão gia. Hơn nữa, mẹ của Lai Phúc thì sao? Có ai hỏi ý bà ấy có đồng ý với quyết định tự cho là đúng của hai đứa không? Bác Toàn, bác yên tâm, mẹ tôi rất thương tôi. Hơn nữa, Chỉnh Ân là một cô gái tốt như vậy, mẹ tôi nhất định sẽ đồng ý. Bà ấy nhất định sẽ thích cô ấy. Đúng đó bác Toàn, bác cứ yên tâm đi. Chờ cháu kết hôn với Lai Phúc, sẽ tìm thời gian đến để xin lỗi bác ấy. Xem ra hai cháu đã nghĩ kỹ từ lâu rồi. Vì bác không còn gì để nói nữa. Đây, tham mưu trưởng, vị tiểu thư hôm nay đã đi rồi. Dù tôi đến Kim Mãn Đường, tham mưu trưởng anh không cần đi đâu. Ông chủ của Kim Mãn Đường đã tìm đến cửa rồi. Rốt cuộc cậu có ý với Chỉnh Ân không? Trước đó thói hôn, tổn thương Chỉnh Ân, đừng này ba lần bảy lượt xin Chỉnh Ân quay đầu, còn xin tôi tác hợp cho cậu. Tôi làm được rồi, kết quả thì sao? Thì như vậy à? Ông chủ Châu, thật xin lỗi, hôm qua tôi đột nhiên có chuyện gấp. Chuyện gấp? Có chuyện gấp nào hơn Chỉnh Ân sao? Rõ ràng cậu biết hôm qua đối với cậu hay Chỉnh Ân cũng là một ngày vô cùng quan trọng. Chỉnh Ân đã đến nhưng cậu lại đi mất. Cậu lừa cả một lão già như tôi. Không phải như vậy, tôi thực sự bất ngờ có chuyện gấp. Hơn nữa chuyện quan trọng đến mạng người, cho nên Kỳ Tuấn, Nghi Lam, sao em lại chạy đến đây? Không phải đã bảo em ở nhà nghỉ ngơi sao? Ngồi xuống trước nào. Anh có khách hả? Vậy ngại quá, vậy hai người nói chuyện đi. Thẩm công tử, xin hỏi đây là... Cô ấy là bạn tôi. Phải, bạn gái phải không? Sao vậy? Xảy ra chuyện gì à? Nếu cậu đã có bạn gái, tại sao cậu phải tìm đến Dịch Ân? Còn hại tôi ngu ngốc, bảo Dịch Ân đến giao bì cho cậu. Dịch Ân? Là Kim Dịch Ân sao? Chính là con bé. Cô ấy quả nhiên còn sống. Kỳ Tuấn, tối qua anh đồn đóng muốn đi, chính là chị có hẹn với Chỉnh Ân sao? Đây rốt cuộc là chuyện thế nào? Được rồi, tôi hiểu rồi. Hèn gì Chỉnh Ân lại hận cậu như vậy.
Tôi hiểu cả rồi. Bác Toàn, bác nghe cháu nói. Tôi không cần giải thích. Tôi xin cậu sau này đừng đến điểm Kình Ân nữa. Tôi không muốn nhìn thấy cậu. Bác Toàn, Kỳ Tuấn, anh từng nói chuyện giữa hai chúng ta chắc chắn không liên quan đến Vĩnh Ân. Bây giờ anh giải thích thế nào? Vì Lam, xem ra không phải cô ấy đứng giữa hai chúng ta. Em không nên đến đây. Tạm biệt. Vì Lam, mời hai vị vào trong. Vĩnh Ân, có một tỷ tỷ bảo em giao cái này cho chị. Mời Dung. Được. Vĩnh Ân, em muốn đi đâu? Có người hẹn em gặp bạn ở bờ sông. Em sẽ về nhanh thôi. Anh đi với em. Sao anh đi với em? Công việc trong quán bận lắm, đang cần người giúp đó. Không lẽ em lại hẹn với người đàn ông đó sao? Sao lại nhỏ mọn như vậy chứ? Đùa anh thôi. Là một cô gái hẹn em. Nhưng mà được rồi, được rồi. Chờ bác Toàn quay về rồi, anh nói giúp em một tiếng nhé. Em đi đây. Em cẩn thận nhé. Biết rồi. Sao lại là anh? Vĩnh Ân không có ở đây. Phiền anh tránh ra. Kim Ngọc Mãn đường mở quán ăn. Anh không có lý do không cho khách vào ăn cơm chứ. Không được. Anh tránh ra. Anh không được vào. Vĩnh Ân không ở đây. Tránh ra. Cô ấy ra ngoài rồi. Lại Phúc. Lại Phúc, cô làm gì vậy? Đánh nhau cái cửa quán ăn của mình à? Cậu muốn chuyện kinh doanh của tôi khỏi làm nữa hả? Bác Toàn, không phải đâu. Người này để đến tìm Vĩnh Ân. Vĩnh Ân không ở đây, tôi không cho anh ta vào. Cậu lại đến làm gì? Tôi không phải bảo cậu đừng đến tìm Vĩnh Ân nữa sao? Bác Toàn, tôi muốn gặp mặt giải thích rõ ràng với Vĩnh Ân. Không quan trọng, cũng không kịp nữa. Không kịp. Ý là sao? Ông trời cho cậu hai cơ hội, cậu đều không nắm bắt cho tốt. Không cho cậu lần thứ ba đâu. Bác Toàn, tôi xin bác, cho tôi gặp Vĩnh Ân một lần. Một lần được rồi, xin bác đó. Thẩm công tử, Vĩnh Ân thực sự không ở đây. Hơn nữa, nếu cậu muốn tốt cho Vĩnh Ân, tốt nhất tránh xa con bé một chút. Tôi nói cậu biết, chỉ cần một ngày Chu Toàn tôi còn ở đây, tuyệt đối không cho phép cậu đối xử với Vĩnh Ân như vậy hết lần này đến lần khác. Cậu đi cho tôi. Bác Toàn, tôi, Thẩm công tử, xin cậu đi cho. Lại Phúc, Vĩnh Ân đi đâu rồi? Vĩnh Ân nói có một cô gái hẹn cô ấy gặp mặt ở bờ sông, còn dặn tôi nói với bác một tiếng. Vĩnh Ân, là cô hẹn gặp tôi à? Tôi tên Tống Nghi Lam. Hân hạnh. Hân hạnh. Qua đây ngồi đi. Tống tiểu thư, chúng ta không quen nhau, chưa từng gặp mặt. Hôm nay không biết cô hẹn tôi ra đây là có chuyện gì. Tôi và Kỳ Tuấn là bạn cùng nhau du học ở nước ngoài. Hai nhà chúng tôi có giao tình. Trước đó nghe nói anh ấy có một chị hôn thê, không ngờ chính là cô. Còn xinh đẹp như vậy nữa. Cảm ơn. Lúc đó Kỳ Tuấn tưởng rằng cô đã chết trong vụ nổ đó, luôn rất áy náy. Cho nên anh ta muốn bù đắp việc đã nợ tôi. Thật sự không cần thiết. Nhưng con người anh ấy mềm lòng, lại lương thiện. Tuy đã thối hôn với cô, nhưng trước khi cô chưa tìm được người một bến đỗ hạnh phúc, anh ấy vẫn không yên tâm cho cô. Vậy cô quay về giúp tôi chuyển lời với anh ấy.
Tôi đã tìm được một người đàn ông vừa đối xử tốt với tôi lại tốt bụng. Giả lại tôi tin là chắc chắn sẽ tìm được quyến rũ hạnh phúc. Xin anh ấy yên tâm, cũng hy vọng sau này đừng đến tìm tôi nữa. Vậy sao? Cô tìm được quyến rũ sao không nói tôi biết? Anh ấy còn rất tự trách, là chuyện tối hôm đó. Không cần tự trách, tôi và anh ta vốn chính là người không có liên quan gì. Huống hồ sau khi thoái hôn, chúng tôi càng là người xa lạ, không chút quan hệ gì. Chính ơn tiểu thư, Quỷ tướng mất đi cô đúng là tổn thất của anh ấy. Phải rồi, người cô tìm chắc chắn nổi bật hơn người. Chúc mừng cô, chúc cô hạnh phúc. Cảm ơn. Ở quán con nhiều việc, tôi đi trước nhé. Chính ơn, cô nói tôi biết người đó rốt cuộc là ai. Anh ấy là Lai Phúc, một người đàn ông tốt, vừa tốt bụng vừa chân thực. Đúng là anh ta sao? Cô cần gì hơn thua với bản thân chứ? Tôi đâu có hơn thua với bản thân. Tôi càng không hơn thua với anh. Nếu cô không hơn thua với bản thân, cô cần gì? Cần gì kết hôn với người như vậy chứ? Xin anh chú ý thái độ nói chuyện của mình. Người thế nào? Người quần áo chỉnh tề là bộ làm tịch, hay là người cao cao tại thượng tự nghĩ mình là hay? Tôi và Lai Phúc đã cử hành nghi thức ở nhà thờ, kết hôn rồi. Chuyện khi nào vậy? Chính là hôm giao đồ cho anh đó. Trên đường về nhà, chúng tôi phải cảm ơn anh tử tế. Đúng là hôm đó. Không ngờ là hôm đó. Thẩm đại thiếu gia, bây giờ anh có thể yên tâm hẹn hò với Tống tiểu thư rồi. Chúc hai người hạnh phúc. Tôi đi trước đây. Dĩnh tiểu thư, chúng tôi cũng chúc cô hạnh phúc. Cảm ơn. Kỳ Tuấn, chúng ta đi thôi. Nhìn giống thấy người, nhìn giống Đình Hiên chưa? Vẫn chưa. Cha, con nghĩ chắc họ nhìn làm rồi. Cha nghĩ tính cách của anh con, sao anh ấy lại bỏ mặc không lo? Khu vui chơi đang quy hoạch chứ. Lão gia, đại thiếu gia mất tích đã lâu. Trước đó thu mua đất bị xây khu vui chơi, có cần tiếp tục không? Cha, chuyện này không chờ đợi nữa. Lợi ích của mảnh đất đó sau này chắc chắn không thể coi thường. Hay là cha cho con làm đi. Chuyện kinh doanh nhà mình cũng phải có người xử lý. Kéo dài như vậy cũng chẳng phải là cách. Chuyện này cứ để con tiến hành đi. Nhất định phải dốc hết sức hoàn thành nhiệm vụ. Còn những chuyện kinh doanh khác sau này thế nào, cha sẽ công bố trong cuộc họp. Dạ cha, con nhất định sẽ dốc hết sức. Đây chính là vị trí chính của khu vui chơi hả? Phải. Người dân chuyển đi sao rồi? Đất ở xung quanh khu này đã thu mua gần xong hết rồi. Hộ dân cũng đang lần lượt dọn đi. Chỉ là còn vài hộ chưa giải quyết xong. Được, tôi hiểu rồi. Ngày mai cậu đưa danh sách hộ dân cho tôi, để tôi xử lý. Được. Được rồi, cậu đi đi. Chẳng lẽ Đinh Hiển vẫn còn sống?